Muốn gây ấn tượng và làm chủ mọi cuộc nói chuyện, mọi người phải nắm rõ 12 mẹo tâm lý này. 1. Nếu bạn muốn biết một điều gì từ ai đó, hãy hỏi họ một câu hỏi và khi họ trả lời xong, hãy giữ im lặng, duy trì việc kết nối bằng ánh mắt. Họ sẽ cho bạn biết thêm một số chi tiết mà họ chưa nói. 2. Khi bạn cố thuyết phục một người về điều gì đấy, không phải trên bàn đàm phán, hãy chắc chắn rằng họ đang ngồi và bạn đang đứng. Điều này khiến họ tin tưởng bạn hơn. 3. Chìa khóa để tự tin bắt đầu một cuộc nói chuyện là giả định trong đầu trước và hãy thuyết phục bản thân rằng tất cả mọi người đều thích bạn, tin vào mình trước. 4. Gọi những người bạn mới gặp bằng tên của họ. Mọi người đều muốn thấy mình đặc biệt với ai đó và thấy thân thuộc khi bạn gọi tên của họ. Ví dụ, rất vui được gặp Trang. Vậy làm thế nào mà Trang biết Linh thế? Tiếp tục lặp lại tên của họ và tên của bạn trong suốt cuộc nói chuyện. 5. Nếu ai đó bị thu hút bởi bạn, đôi mắt của họ sẽ bắt đầu hướng về bạn nhiều hơn bình thường. Luôn luôn có những dấu hiệu riêng tư được thiết lập giữa hai người có tình cảm với nhau. Những dấu hiệu chỉ người trong cuộc mới có thể nhận ra. 6. Chú ý đến bàn chân và hướng thân người của đối phương. Để biết nếu ai đó quan tâm đến cuộc trò chuyện, hãy nhìn vào đôi chân của họ. Nếu họ đang hướng về phía bạn, tức là họ đang hứng thú với cuộc nói chuyện đó. Nếu họ nghiêng người sang hướng khác, tức là họ thực sự muốn kết thúc câu chuyện. Bàn chân không nói dối. Điều này có thể áp dụng ngược lại. Bạn nói chuyện với ai đó và thân người nghiêng sang phía khác. Người nói chuyện với bạn sẽ tự nhận ra dấu hiệu và biết là bạn đang không hứng thú với cuộc trò chuyện đó. 7. Khi ở trong một bữa tiệc hay một cuộc họp, hãy cười đùa và quan sát những người đang cười bên cạnh bạn. Những người cảm thấy gần gũi nhau thường sẽ nhìn nhau trước, hướng tới nhau. Điều này rất hữu ích cho việc khám phá ra tình bạn và các mối quan hệ mới. 8. Làm thế nào để mọi người làm những gì bạn muốn họ làm? Hãy cho họ một sự lựa chọn thay vì một mệnh lệnh. Ví dụ, với con, thay vì nói rằng hãy uống sữa của con đi, bạn hãy cho chúng hai lựa chọn. Con thích uống sữa từ bình hay đổ ra cốc. Như vậy sẽ tạo ra cơ hội đồng ý cao hơn. 9. Nếu hai người cãi nhau, một người mất bình tĩnh và bắt đầu hét lên, khuynh hướng tự nhiên của con người là hét lại. Đừng, hãy cố gắng trả lời một cách bình tĩnh. Điều này sẽ giúp cho mọi chuyện dịu lại và tất nhiên đừng để lộ ra vẻ mặt lì lợm. Hãy thể hiện sự tiếp thu ý kiến của người khác một cách tích cực. Cười thật tươi và nói là tôi hiểu rồi, tôi hiểu mà. 10. Để xây dựng lòng tin. Nếu bạn tinh tế bắt chước ngôn ngữ cơ thể của người bạn đang nói chuyện cùng, bạn có thể xây dựng được lòng tin với họ. Hãy bắt chước cách họ nói chuyện, tông giọng, hệ ngôn ngữ họ dùng và cách họ di chuyển. Họ sẽ thích bạn hơn bởi vì đối với họ có vẻ như bạn khá hợp gu. 11. Để gieo một hạt giống ý tưởng vào trong tâm trí của một ai đó, hãy tình cờ vài lần nhắc tới nó. Ví dụ, tôi thấy hai người như kiểu yêu nhau ý nhỉ, cậu có cảm tình với A không? Lâu dần họ sẽ bắt đầu có suy nghĩ đó trong đầu. 12. Người khôn ngoan làm chủ cuộc đời trong từng chuyện nhỏ nhất, nhỏ đến mức một ánh mắt, một cái bắt tay, một cái quay đầu, một câu cảm thán, họ đều hiểu rõ ý nghĩa của nó, không vội vàng quy kết. Không vì một phút nóng giận mà làm hỏng việc lớn, bình tĩnh xử trí, đâu khắc có đó. Hy vọng những mẹo tâm lý Lan Anh vừa kể trên sẽ giúp ích cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!